Hey ya, chào cả nhà, lại là mình Isa đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Spider Room. Và hôm nay là một bài viết của tác giả Vũ Phạm. Sự quan trọng của feedback cá nhân. Thứ nhất, performance review, hay còn gọi là đánh giá năng lực. Một công ty thường có performance review, hay còn gọi là salary review, từ 1 đến 2 lần trong năm. Mỗi lần như vậy thì nhân viên phải làm một đống các thể loại review. Nào là cấp trên review cấp dưới review cấp trên, rồi cung cấp review chéo cho nhau. Cuối cùng thì rút ra là trong thời gian qua bạn đã làm tốt được điều gì, không tốt điều gì, đóng góp, phá hoại những gì. Và tương ứng đó thì sẽ tăng hay là giảm lương bao nhiêu phần trăm. Qua đợt review này thì các bạn sẽ biết được là những đánh giá chân thực của đồng nghiệp về mình. Đừng có tin những lời hay ý đẹp mà họ vẫn hay nói với bạn. Hãy tin vào những gì mà họ viết ở trong bản review này. Có bạn nào từng nghĩ thầm rằng sao nó nghĩ về mình như vậy mà không feedback sớm để mình cải thiện, bây giờ lại ghi trong review như thế, làm cho mình bị tụt lương? Thứ hai, điểm NPS. Điểm NPS là Net Promoter Score, là một thang điểm dùng để đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với một sản phẩm, dịch vụ nào đó. Thang điểm này thường được đo trong khoảng từ 0 đến 10. Điểm càng cao thì sản phẩm càng tốt. Những người làm sản phẩm thường khảo sát điểm NPS bằng cách hỏi khách hàng bằng một câu hỏi đơn giản. Trên thang điểm từ 0 đến 10, khả năng bạn giới thiệu sản phẩm của chúng tôi đến bạn bè, người thân là bao nhiêu? Câu trả lời được chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm ủng hộ, là được 9 đến 10 điểm. Đây là những khách hàng trung thành, yêu thích sản phẩm và sẵn sàng giới thiệu nó cho bạn bè, người thân họ. Sự lớn mạnh của sản phẩm phụ thuộc vào nhóm này. Nhóm thứ hai là nhóm không quan tâm, điểm tầm từ 7 đến 8. Nhóm này không thích cũng chả ghét sản phẩm. Họ vẫn dùng, nhưng mà sẽ dễ lay động nếu như có một sản phẩm khác hấp dẫn hơn. Thứ ba là nhóm không ủng hộ, là điểm từ 0 cho đến 6. Nhóm này không hài lòng và có nguy cơ làm ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của sản phẩm. Họ có thể nói với bạn bè, người thân của họ là đừng có xài cái này nhá, chuối lắm đấy. Tất nhiên thì các bạn sẽ muốn tăng số lượng nhóm ủng hộ lên và giảm số lượng không ủng hộ xuống bằng cách lấy feedback của họ. Nhóm người ủng hộ sẽ cho bạn biết rằng bạn đang làm tốt điều gì để tiếp tục phát huy. Bên cạnh đó thì các bạn cũng sẽ biết được từ nhóm không ủng hộ rằng bạn đang không làm tốt điều gì để cải thiện thêm. Thứ ba, điểm hạnh phúc, happiness score. Những công ty lớn quan tâm đến nhân viên thì thường khảo sát mức độ hạnh phúc của nhân viên. Không biết là có nhiều công ty Việt Nam như vậy không ta? Vì đơn giản, chỉ có hạnh phúc, vui vẻ thì họ mới gắn bó với công ty và cống hiến lâu dài được. Điểm hạnh phúc này thường được đo theo thang điểm từ 0 cho đến 10. Khảo sát nhân viên, công ty sẽ thường lấy feedback xem họ hạnh phúc vì điều gì và thấy không vui vì điều gì. Nếu có thể, công ty sẽ có cách phù hợp để giúp nhân viên đó hạnh phúc hơn trong khi làm việc. Những khảo sát này thì thường cho phép trả lời ẩn danh, bởi vì trong công ty thì lắm drama lắm. Bạn sẽ không thể nào để lại họ tên và nói rằng em buồn vì sếp của em làm ăn như shit vậy, lơ ngơ là ra đảo chơi luôn ấy. Thứ tư, ghost reply. Đây là một ứng dụng mang tính giải tỏa là chính. Nếu như bạn vừa trải qua một hành trình dài phỏng vấn đầy gian nan, từ làm bài test online, rồi phỏng vấn vòng 1, vòng 2, rồi cuối cùng nhà tuyển dụng ghost bạn, tức là im du, không email phản hồi, mặc cho bạn đợi chờ trong mòn mỏi, thì đây chính là ứng dụng này dành cho bạn. Nó giúp bạn gửi một email ẩn danh đến cho nhà tuyển dụng cùng với một lời nhắn của bạn dành cho nhà tuyển dụng đó.
Mục đích duy nhất là để họ biết rằng hành động ghost ứng viên như vậy là không hay một chút nào. Ứng dụng nghe thì có vẻ nhảm nhí, nhưng mà nó giải quyết nhu cầu đưa feedback của ứng viên cho đến nhà tuyển dụng một cách ẩn danh. Thứ năm, personal feedback. Đến đây, có lẽ bạn vẫn chưa hiểu mình đưa ra bốn cái chủ đề trên là để làm cái gì. Đó là vì mình muốn nhấn mạnh sự quan trọng của feedback. Một nhân viên cần feedback của đồng nghiệp để cải thiện và phát triển kỹ năng của mình. Một sản phẩm, dịch vụ cần feedback của khách hàng để cải thiện và phát triển chất lượng. Một công ty thì cần feedback của nhân viên để cải thiện và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Một cá nhân bất kỳ có nhu cầu đưa feedback cho người khác để giúp họ cải thiện và phát triển chính họ. Đôi khi feedback ẩn danh vì nhiều lý do. Mình nhận ra, dường như chúng ta, hoặc là chỉ có mình, chưa nhận ra được sự quan trọng của feedback cá nhân. Tại sao các nhà làm sản phẩm lại lấy feedback của khách hàng thường xuyên để cải thiện chất lượng, các công ty cũng lấy feedback của nhân viên thường xuyên để xây dựng văn hóa tốt hơn. Nhưng mà chúng ta khi đi làm lại chẳng bao giờ lấy feedback của đồng nghiệp, chẳng bao giờ lấy feedback của bạn bè. Một năm thì chúng ta chỉ miễn cưỡng nhận feedback một lần vào đợt performance reviews và đôi khi cũng chẳng quan tâm đến nó. Sẽ không ai cho ta feedback chân thật nếu như ta không hỏi nó một cách chân thành. Cũng dễ hiểu, không nhiều người đủ quan tâm đến ta để chủ động nói cho ta biết là ta đang sai cái gì. Và vì giao tiếp là một chuyện rất là khó nhằn, tại sao lại chuốc rủi ro làm phật lòng người khác khi mà nói cho họ những sự thật tuy có ích nhưng mà lại khó nghe. Vậy nên là ta phải tìm cách để có được feedback thường xuyên từ đồng nghiệp, bạn bè và thậm chí là cả người yêu. Hãy chủ động nhắn tin, email mời họ đi cà phê, chủ động hỏi họ rằng là: anh thấy làm việc với em thế nào? Em có cần cải thiện điều gì không? Mày thấy dạo này tao như thế nào? Có gì không ổn hay không? Dạo này anh có làm gì cho em buồn không? Nếu có thể thì hãy tạo một thang điểm như họ chấm điểm. Theo thang điểm này và theo dõi điểm số theo thời gian, những đại lượng đo lường sẽ giúp bạn thấy được sự thay đổi rõ ràng hơn. Bên cạnh đó thì hãy chủ động cho người khác feedback, vừa giúp họ tốt hơn, vừa tăng kỹ năng giao tiếp của chính bạn. Hãy khuyến khích, ngợi khen họ khi họ làm điều tốt và khéo léo góp ý khi họ xử lý cồng kềnh. Tuy nhiên thì ta cũng cần phải cẩn trọng khi cho feedback cũng như là xem xét thấu đáo những feedback mà ta nhận được. Suy cho cùng thì đó là cảm nhận chủ quan, nhiều lúc thì nó cũng sẽ bị sai. Ở thế kỷ 21, bản thân mỗi chúng ta chính là một sản phẩm. Bên cạnh học được cách đầu tư, làm nổi bật và thể hiện bản thân, đôi khi phải biết cách thay đổi. Và quan trọng nhất là lấy feedback để phát triển, hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Nói thì dễ, làm thì mới khó. Bạn nào có thói quen feedback cá nhân hoặc là có kinh nghiệm về chủ đề này thì chia sẻ thêm nha. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Và đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.